Vậy thì lập xuân là gì? Là cái thời điểm mở màn của một năm, là giao thoa giữa năm mới và năm cũ theo đúng nghĩa của quy luật tự nhiên. Nó không 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 chịu chịu sự chi phối của Tết âm lịch hay là những vấn đề khác. Do đó, thời điểm giao thoa này nó có một cái kiêng kỵ, đó là vào thời điểm này mọi thứ phải an ổn và nhà cửa không được phép, tức là không được phép có sự xáo trộn mạnh, không được phép là lại có cái sự là tổng vệ sinh hay dọn dẹp hay quét rác hay đi đổ rác vân vân, là những điều đó nó lại rất là tối kỵ vào ngày lập xuân. Chúng ta cần chú ý như thế. Vậy thì do đó là năm nay thì ngày lập xuân nó lại vào ngày 30 tháng 12 năm 2018. Vậy là chưa hề là sang sang năm sau, đúng không ạ? Thứ hai nữa là nó lại vào đúng cái ngày cuối cùng của một năm. Vậy thì cái cách chúng ta hành xử vào cái ngày lập xuân như sau, là năm nay chúng ta phải chịu khó, có ý thức, và chúng ta sẽ tổng vệ sinh và dọn dẹp nhà cửa, cũng như là ví dụ các cái công ty vệ sinh, các công ty môi trường là có thể là sẽ tiến hành các công việc tổng vệ sinh dọn dẹp trước ngày 30 tháng 12 âm lịch, tức là vào ngày 29, 28, 27, 26, 25. Tránh đúng cái ngày lập xuân chúng ta lại đi ra cắt cây, cắt cỏ rồi lại bắt đầu là đi tổng vệ sinh, thì đó là cái không phù hợp đối với một ngày lập xuân. Đối với mỗi gia đình cũng như vậy, là chúng ta sẽ tiến hành tổng vệ sinh dọn dẹp vào những ngày trước ngày 30, từ 29, 28, 27, 26, 25 chúng ta sẽ dọn dẹp trước. Đến cái ngày lập xuân là nhà nhà, người người là trong tâm thế rất là thư thái, thoải mái, không còn quá tấp nập bận rộn nữa, mà chúng ta hào hứng vui vẻ với tâm thế lạc quan, tích cực, suy nghĩ những điều tích cực tốt đẹp để đón chào một năm mới, vì chúng ta đã đón chào ngay từ cái tiếp lập xuân đó rồi. Thưa quý vị, là ngoài những lưu ý như là chuyên gia phong thủy Song Hà vừa nhắc đến ở trên, thì cũng có một vài điểm khác mà chúng ta cần nắm được khi tiến hành dọn dẹp nhà cửa vào cuối năm, như là tẩy rửa năng lượng cũ. Lưu ý dọn nhà đầu tiên đó là tẩy rửa hết năng lượng cũ bằng cách là lau dọn mọi ngóc ngách trong nhà. Không phải chỉ có phòng khách, bộ mặt của gia đình mới được lau dọn kỹ và trang hoàng đẹp, mà các phòng khác như là bếp, nhà tắm, phòng ngủ cũng phải được dọn dẹp lại, sắp xếp đồ gọn gàng và vứt bỏ đồ vật không gãy hỏng, không dùng đến. Ngoài ra có thể mua sắm đồ đạc mới, một vài vật trang trí đem lại may mắn mới. Và thứ hai là chúng ta không nên để nhà cửa trở nên ẩm mốc. Một số lưu ý nữa đó là xử lý những nơi ẩm mốc, vì đây là việc tốn nhiều công sức nên nhiều người thường lười và bỏ qua. Với thời tiết những ngày cuối năm sẽ là cơ hội tốt cho nấm mốc phát triển rất nhanh. Chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, mà theo phong thủy, những nơi ẩm mốc trong nhà thường có nơi có âm khí nặng. Do đó, bạn nên xem xét lại nhà cửa, phòng ngủ để xem khu vực nào bị ẩm mốc thì xử lý càng sớm càng tốt. Có một lưu ý nữa là chúng ta sẽ rất là thích treo tranh trong những ngày Tết. Thì khi mà chúng ta lựa chọn tranh thì chúng ta cũng không nên lựa chọn những bức tranh nào mà mang đến một cảm giác lạnh lẽo hay là cô độc. Thông thường thì mọi người chọn mua tranh trong những ngày Tết thì hay chọn mua tranh về đàn gà, đàn lợn này, hay là tranh về cậu bé, cô bé chẳng hạn, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, hoặc là hình ảnh hoa lá, cỏ cây sẽ tạo một cái cảm giác vui tươi, phấn khởi và nhiều năng lượng. Không nên treo những tranh ảnh hình người, nhất là những bức tranh như chúng tôi chia sẻ là tạo cảm giác cô độc lạnh lẽo. Nhà cửa trong dịp năm mới nhất định sẽ phải có sinh khí. Một ngôi nhà thiếu sinh khí sẽ khiến cho gia chủ luôn trong tình trạng ảm đạm, buồn tẻ. Bạn có thể nuôi thêm chó mèo để tăng thêm vượng khí cho ngôi nhà. Và một vị trí rất quan trọng nữa đó chính là cửa chính. Ngoài ra khi dọn dẹp đón Tết theo phong thủy thì có bận đến mấy thì quý vị cũng không nên là quên việc lau dọn cửa kính. Bởi vì nếu chúng ta lau dọn cửa kính thì phong thủy trong một năm sẽ rất là thịnh vượng. Bởi vì cửa là nơi nạp khí cho căn nhà của mình, là khi cánh cửa mở ra tựa như lời mời gọi của tài khí và các khí vào nhà. Năm vừa qua thuận lợi thì nhất định là không được thay cửa hoặc là tháo dỡ cửa chính xuống để sửa hoặc là lau chùi. Giường ngủ thì một lưu ý là khi là dọn Tết theo phong thủy thì đó là về giường ngủ. Nếu vận khí của năm cũ rất là tốt thì khi tổng vệ sinh nhà cửa cuối năm thì cũng không nên làm xê dịch vị trí của giường, đặc biệt là đầu giường. Đó là một trong những điều cấm kỵ trong phong thủy dọn nhà cuối năm mà không phải ai cũng biết. Lau cửa sổ, luôn phải cho cửa sổ là đôi mắt của căn nhà phải thật sáng để có con mắt tinh thông để nhìn sự đời. Cửa sổ nên được thiết kế lớn để đảm bảo đủ ánh sáng, và lau dọn cửa sổ như là một cách để chào đón xuân, đón những luồng khí an toàn và trong lành đối với nhà quý vị. Đồng thời cũng là để cách xua đuổi những điều tiêu cực trong năm cũ ra khỏi cửa.
dọn và đón Tết theo phong thủy cũng phải lưu ý là khi mở cửa sổ thì cũng không nên để cây cối mọc um tùm và che khuất cửa sổ, vì đây là một là điều cấm kỵ. Thứ hai là chúng ta cũng phải nên quan trọng và lưu ý hơn nữa, đó chính là đặt bể cá trong nhà. Một trong những mẹo mà mọi người rất là ưa chuộng là đặt bể cá trong gia đình của mình, nhưng không phải ai cũng biết là bày bể cá như thế nào thì mới có nhiều tài lộc. Bể cá là thủy thì tượng trưng cho tài lộc, cá vàng là một con vật rất là may mắn, tượng trưng cho tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, nếu mà bạn biết đặt vị trí của bể cá như thế nào, bởi vì nếu mà chúng ta đặt bể cá không đúng vị trí thì sẽ gây ảnh hưởng đến phong thủy của gia đình bạn. Cũng như là chúng ta trồng thêm cây trong gia đình, cây mai, cây đào là không thể thiếu cho mỗi dịp Tết đúng không ạ? Và đến xuân về thì đúng là nở rộ của những đầu năm mới, khởi hiện cho một sự may mắn trong một năm và rước lộc về nhà. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần là có những cây, ví dụ như là cây tài lộc phong thủy, là cây ngọc bích có lá giống như viên đá cẩm thạch, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hay là các loại cây lộc khí như cây lưỡi hổ và thường xuân. Và một việc nữa là trong những ngày giáp Tết, bên cạnh những cái việc mua sắm, chuẩn bị trang trí nhà cửa, thì dọn dẹp bàn thờ để chuẩn bị cho lễ cúng ông Công, ông Táo và bày biện cúng giao thừa là việc làm vô cùng quan trọng, được hầu hết người dân Việt Nam quan tâm. Bàn thờ luôn là nơi thể hiện sự tôn kính của mọi người trong gia đình đối với tổ tiên, ông bà. Vì thế, khi dọn dẹp bàn thờ cũng cần lưu ý để không làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tài lộc và may mắn của chính gia chủ. Thông thường bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày 23 tháng 12 âm lịch, thời điểm tiễn táo quân lên trời, là mọi người sẽ bắt đầu thu xếp thời gian để chúng ta dọn dẹp, bày biện bàn thờ. Tất nhiên là việc này kéo dài tới trước giao thừa là mọi việc phải hoàn tất. Việc dọn dẹp bàn thờ cũng cần có một số lưu ý, như là trước khi lau dọn bàn thờ, thường phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc quần áo chỉnh chu, hay chuẩn bị một đĩa hoa quả, thắp hương để thông báo và xin phép thần linh, tổ tiên tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện dọn dẹp bàn thờ. Tuyệt đối là không dùng nước lạnh để rửa bài vị và không làm đổ vỡ đồ bàn thờ. Và ngày trước thì em còn nhớ là chị Thảo có chia sẻ một cái câu chuyện là khi mà chúng ta lau những cái đồ vỡ trên bàn thờ thì thường là phải sử dụng rượu thay vì là nước lọc bình thường đúng không ạ? Còn không biết là đối với chị Chi thì có những cái kinh nghiệm nào chia sẻ khi mà chúng ta lau bàn thờ không chị? Chị thì chỉ thấy gia đình chị, ví dụ như là mẹ thì cũng chỉ có dùng rượu và gừng để lau dẹp dọn bàn thờ thôi. Thế nhưng mà có một cái thực tế mà rất dễ xảy ra những cáu gắt hay là những căng thẳng, rồi thậm chí là cãi nhau trong những ngày trước Tết liên quan đến việc dọn dẹp nhà cửa. Thông thường thì bây giờ chúng ta sẽ hay là thường xuyên mỗi một ít nhất là mỗi một tuần là chúng ta sẽ phải dọn dẹp nhà cửa một lần đúng không ạ? Và có nhiều gia đình có điều kiện hơn một chút thì họ sẽ thuê người tới để dọn dẹp thường xuyên, ví dụ như là 3 ngày, 5 ngày hay một tuần họ sẽ dọn dẹp một lần, thì thông thường là các nhà là cũng đã sạch sẽ rồi. Và thậm chí là có nhiều nhà là ngày nào họ cũng có người giúp việc để họ dọn dẹp từ sáng đến tối, lau dọn nhà cửa. Nhưng mà cứ đến gần Tết là mọi người thích lôi rất nhiều thứ trong đồ dùng trong nhà ra, bắt đầu lau dọn. Và thậm chí là có nhiều nhà đến tận đêm 29 rồi đến chiều ngày 30 vẫn còn dọn dẹp, vẫn còn lọ mọ rất là nhiều thứ lỉnh kỉnh và chưa đâu vào đâu cả. Thì nếu như mà trong trường hợp mà không có ai giúp đỡ, bởi vì các con thì ví dụ như nhiều khi là cũng phải đi làm đến tận 29 rồi phải đi biếu quà rồi rất là nhiều thứ nữa, thì không thể nào mà giúp đỡ bố mẹ trong việc đó được. Và những người giúp việc á thì họ sẽ về từ khoảng ngày 23 tháng Chạp, là trước 23 là họ đã về quê rồi. Nên là tránh, để tránh những cái tình trạng như vậy thì chị nghĩ rằng là mọi người cũng nên có ý thức, nếu như mà muốn dọn dẹp nhà cửa thì nên dọn dẹp từ sớm đi, để tránh cái trường hợp đến cận Tết rồi chúng ta còn phải làm lễ, chúng ta còn phải có rất là nhiều những thứ cần phải lo toan nữa, để tránh xảy ra những cái tình trạng như là căng thẳng hay là cãi vã nhau trong những ngày cận Tết, để khiến cho không khí Tết của chúng ta trở nên mất vui đi. Và hy vọng rằng với những chia sẻ của chúng tôi vừa rồi thì quý vị khán giả sẽ có được những thông tin hữu ích để chúng ta sẽ chuẩn bị cho những ngày Tết được chu đáo hơn, sẵn sàng chào đón tài lộc của một năm mới.